Xin phóng viên Tuyết Nha và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada cũng như trên website ibctv.us. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. NATO hoan nghênh tư cách thành viên của Ukraine nhưng chưa mời. Cảnh quay trên không và dung nham phun trào từ núi lửa ở Iceland. Phe đối lập Venezuela hy vọng kêu gọi đoàn kết đầu tư tư nhân. Vermont dọn dẹp sau trận lụt lịch sử khi thống đốc cảnh báo điều này có thể vẫn chưa kết thúc. Raisi của Iran tiếp tục chuyến thăm châu Phi với chặng dừng chân ở Uganda. Sau đây là tin tức liên quan tới cuộc họp của NATO. Xin mời quý vị đón xem qua phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh. Kính thưa quý vị, NATO hoan nghênh tư cách thành viên của Ukraine nhưng chưa mời. Các nhà lãnh đạo gặp nhau tại một hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Vilnius của Lithuania, trong khi cuộc đà phản công của Ukraine chống Nga xâm lược đang diễn ra chậm hơn so với Kyiv mong đợi. Các nhà lãnh đạo NATO đồng ý tương lai của Ukraine nằm trong liên minh nhưng không trao cho Kyiv lời mời hoặc thời gian biểu tham gia, một lập trường mà Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky trước đó đã chỉ trích là vô lý. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, NATO sẽ mời Ukraine tham gia liên minh quân sự khi các thành viên đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Ông Stoltenberg nói rằng các lần gia nhập NATO trước đây không đi kèm với mốc thời gian. Chúng dựa trên điều kiện NATO bỏ yêu cầu Ukraine hoàn tất kế hoạch hành động tư cách thành viên, gọi tắt là MAP, thực sự loại bỏ rào cản trên con đường gia nhập liên minh của Kyiv. Tuyên bố nói rằng, chúng tôi tái khẳng định tình đoàn kết vững chắc của chúng tôi với chính phủ và nhân dân Ukraine trong sự bảo vệ anh dũng quốc gia, vùng đất của họ và các giá trị chung của chúng ta. Phe đối lập tại Venezuela hy vọng kêu gọi đoàn kết đầu tư tư nhân. Các ứng cử viên ganh đua mang biểu ngữ của phe đối lập Venezuela trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới đã đồng ý trong cuộc tranh luận vào ngày 12 tháng 7. Họ phải thể hiện một mặt trận thống nhất chống lại đảng cầm quyền và nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế bằng cách thu hút đầu tư tư nhân. 8 ứng cử viên tham dự cuộc tranh luận do những nhóm phi chính phủ tổ chức tại Đại học Catholica Andres Bello ở thủ đô Caracas cho biết cuộc bầu cử sơ bộ phải mang lại cho phe đối lập sự lãnh đạo rõ ràng và đoàn kết mạnh mẽ hơn. Những người hy vọng cho biết những nhà đầu tư tư nhân cảm thấy tự tin khi quay trở lại Venezuela. Nền kinh tế quốc gia này suy giảm trong 8 năm liên tiếp cho tới 2022, khi nền kinh tế cho thấy sự tăng trưởng mới bắt đầu vốn đã suy yếu. Ứng cử viên tổng thống hai lần Henrique Capriles đã vắng mặt một cách đáng chú ý lúc này. Cảnh quay trên không về dung nham phun trào từ núi lửa Iceland. Cảnh quay trên không được chụp từ một máy bay trực thăng của lực lượng bảo vệ bờ biển cho thấy dung nham nóng chảy phun trào từ khe nứt tại núi lửa Litli-Hörður trên bán đảo Reykjanes của Iceland vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7. Núi lửa Litli-Hörður nằm cách thủ đô của đất nước khoảng 60 km, tương đương với 37 dặm, đã thu hút sự quan tâm của công chúng khi một số người cố gắng đến gần hơn. Chính phủ Iceland cho biết vụ phun trào diễn ra sau hoạt động địa chấn dữ dội trong vài ngày qua và được phân loại là phun trào vết nứt, thường không gây ra vụ nổ lớn hoặc tạo ra một lượng tro đáng kể trong tầng bình lưu. Vermont dọn dẹp sau trận lụt lịch sử khi thống đốc cảnh báo điều này có thể vẫn chưa kết thúc. Vermont đã bắt đầu dọn dẹp sau trận lụt lịch sử vào thứ Tư 12 tháng 7, nhưng thống đốc Phil Scott đã cảnh báo người dân có thể còn nhiều trận lụt nữa sẽ xảy ra. Điều này có thể vẫn chưa kết thúc, dự báo sẽ có mưa và không có nơi nào để mưa thì chúng ta thấy nước sẽ dâng cao trở lại.
Ông Scott đã nói sẽ đi đến những khu vực bị ngập lụt sau đó cùng với Dan Criswell, quản trị viên của cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA, sau khi Tổng thống Joe Biden phê duyệt tình trạng khẩn cấp cho tiểu bang này. Brazil của Iran tiếp tục chuyến thăm châu Phi với chặng dừng chân ở Uganda. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã nhận được một sự chào đón khác trên thảm đỏ từ người đồng cấp của ông ở Uganda vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7, khi ông tiếp tục chuyến công du ba nước châu Phi mà Tehran đã ca ngợi là khởi đầu mới trong quan hệ với lục địa này. Chuyến đi của Raisi đến châu Phi, nơi ông đến thăm Kenya và cũng sẽ đưa ông đến Zimbabwe, là chuyến đi đầu tiên của một tổng thống Iran trong hơn một thập kỷ và thể hiện nỗ lực đa dạng hóa quan hệ thương mại của Iran trước các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Ông Raisi đã ký 4 thỏa thuận với Tổng thống Yoweri Museveni và cho biết Iran sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình về một nhà máy lọc dầu 60.000 thùng mỗi ngày đã được lên kế hoạch. Thưa quý vị, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để tường trình đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới Hollywood đã gồng mình trước thời hạn đình công của diễn viên ra sao, hay giám đốc FBI đã báo về trước những cáo buộc của đảng Cộng hòa tại Hạ viện như thế nào. Tổng thống Biden đã đến Phần Lan dự hội nghị thượng đỉnh của những nhà lãnh đạo châu Mỹ và Bắc Âu và Trung tâm Hoa Kỳ Hợp tác tổ chức giải vô địch Robotics của Việt Nam. Xin mời quý khán giả đón xem.